DGRV tự khuê ấy. À, lấy của anh vài cái như này đấy, à thế chắc không để ý đâu. Đây con này là T470S, con này chưa khui, là quay video để up lên trên website luôn. T470 thì có rồi, nhưng T470S lâu nay nó mới về. Con này là đợt mình nhập từ Black Friday cuối năm 2019, giá được như này. Mình chuyển về 81 à? Đấy, đúng rồi. Đây, số serie number của nó. Con này là PC175TVX, check ra phát là ngày xuất xưởng của nó luôn. Con này nguyên niêm phong này, nó còn có lớp niêm phong trong khui thùng không? Sếp ông dùng dòng X à carbon, còn fan của Lê Lô không bé hết. X của ông dưới này mình X, còn đợt đấy là gần như khủng nhất của X. Đợt đấy là ủ X cách đây khoảng 2 năm, đã ủ năm 12. Cái con này nó khác với cái con kia là pin trong hết đây này. Nó khác với nó... Nó không có pin ngoài. Dòng T470 thì nó có thêm một viên pin ngoài, con này nó nhét pin trong hết. Nó giống cái dòng cũng T490, T480S nó đều như này hết. T450S là hai cái, một cái ngoài và cái trong. Ừ, cái T470S này, cái nguyên liên phong này. Nói chung một thiết kế của nó thì nó giống con X nhưng mà nó dạng nó rẻ hơn một chút. Thiết kế tiền nó ít hơn thì nó phải rẻ hơn. Toàn Đức mà. Sạc à, phát hiện thêm cái sạc nữa. Cái nữa là cái sạc nó bé hơn, dòng là chắc là dùng cái công suất nó ít hơn dòng kia 65W. Đằng kia nó to. Sạc này nó bé hơn, sạc này giống X1 này. Bé bằng con X. Con i7 mà T470S chắc là đợt đấy không có, bây giờ không còn nữa. T470 thôi, không có T470S, i7 cũng có. Đợt trước có, đợt trước phải cái đây khoảng 3 tháng, 3-4 tháng. Thì chỉ có T470, i7 thôi. i7 đợt đấy đó là 2 mấy. Đấy là T470 thôi, S không có. Đấy là cũng, bây giờ vẫn còn T470, i7. Còn những con ít. Xong này, con này có cổng Thunderbolt này, hai cổng Type-C, USB, hai USB cực mạng này, HDMI. Cái này HDMI to nhỉ. Dòng T450S thì là mini HDMI. Mini DisplayPort. Còn bên này cái sạc này. Cái cổng USB. Tiếp một cái này nó chưa không phải là sạc Type-C. Không phải là cái sạc giống dòng X. Chờ chút để pin lâu rồi. Mình có thời gian mà trải nghiệm đâu. Toàn bán cho khách, hàng khui thùng vì khách thời gian về, ngồi test hết nguyên pin. Thường thường con này chắc là được pin của nó nếu mà nó dòng cũng được 6-7 tiếng. Đoán thế. Thì bán cho cả cái hàng T450 nhưng bây giờ toàn hàng ấy thôi. Hàng không được mua bên anh thì toàn các cái hàng tôi nổi dựng hết các thứ không thích. Mua này mua về cho an tâm. Đức nó gạt nghèo về cái kỹ thuật lắm. Làm cho bác Đức à? Văn phòng tổ chức, văn phòng Đức.
phi tổ chức, văn phòng phi chính phủ của Đức. Logo toàn bộ toàn lấy logo ấy. Xếp ra các nhân viên mình cứ thế đeo như thế. Tất cả có mỗi một con đeo. Đắt hơn, thực ra dùng dòng này đắt hơn một đeo. Mình thích. Phím cái này thay đắt đợt vào một đợt có một con bị hỏng một phím thay mãi thay. Đúng rồi. Thay toàn con khác có 200-300 nghìn còn phím con này toàn tiền triệu. Con này là biển phím nó không sửa được, còn phím đúc mà, nó đúc luôn chứ nó không làm mạnh. Con này cũng có hai chuột, một chuột trên này, một chuột dưới này. Dạ. Chuột này bấm luôn đây. Không cảm ứng nhập về rồi nó build sẵn rồi, nó cảm ứng nó không thêm bao nhiêu tiền. Nó bán một phiên bản siêu ọp như nào mình mua đúng phiên bản đấy, không lựa chọn khác được. Mua phiên bản khác thì nó thành giá không siêu ọp nữa. Use your voice or the keyboard along the way, and if you like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control and Enter keys at the same time to turn on the narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Dòng T450 thì nó không có gì, không có thương hiệu Lenovo gì, cũng IBM ThinkPad thôi. Bây giờ là ThinkPad luôn, Lenovo gắn luôn. Đúng không? Mấy con T450 kia là không có Lenovo đâu, không có Lenovo, logo Lenovo đâu. Your keyboard is set to United Kingdom. Would you like to stick with that? Do you also type? Now, let's get you connected. Có được đợt trước bên anh là mua loạt toàn ở bên Central Lab trong Sài Gòn này. Ừ. Hàng đấy thì nó cũng không phải là hàng nhập như của anh, hàng sale của anh. Đấy nó cũng hàng. Có cái hàng sale như này cũng có cái hàng kiểu như là dự. Đa số nó khui thùng rồi đúng không? Vâng. Mua các nơi khác đều như thế, có rất nhiều nơi nhưng mà không biết tại sao nó khui thùng rồi. Mà rõ ràng là cấu hình một đằng lại ra một nẻo. Đấy. Màn Full HD trong khi đó nó lại là màn thường. Ừ, nó thay linh tinh rồi. Thay linh tinh. Không thể origin được. Đây của mình là từ nơi vô xuất rồi mà. Vâng. Từ nơi bọn check cho biết. Từ nơi vô xuất rồi. Thùng này sẽ... Đây, tất cả những cái số này là số bên Lenovo in hết. Yeah. Có tiền. Gần như 100% là toàn thứ bát hết. Làm về cái dự án bên em mình làm cái gì? Bên đấy, em là IT bên đấy đó. IT. Chúng là nhân viên bên đấy. Bảo đi mua máy về, set up hệ thống rồi. Là máy này là em dùng hay người khác dùng? Người khác dùng. Mua về anh đồ cài đặt, anh đồ còn set up và truy cập server gì biết của nó. Đức đúng nghiêm ngặt lắm. Phân quyền từng thứ một luôn. Nó chỉ đến chỗ này hay em chọn? Đâu, em chọn bên anh em chọn. Tại vì lấy nhiều bên anh rồi. Từ trước lấy của anh Hào bên Central Lab mấy cái. Bảo tôi gặp mấy phát là toàn bị lởm khởm về mấy cái cấu hình nên mình thôi chán. Còn lấy luôn bên anh. Này nó phát triển xưa có ít, bây giờ lên đến mười mấy người. Chuyên hợp tác xã của Đức ấy. Bên làm về cái bên hợp tác xã, tức là về nông nghiệp, support hợp tác xã để nó xã lên tất cả các dự án phi nông nghiệp, phi chính phủ được mạnh lắm. Ngày xưa lúc mới đầu tiên toàn là ông Đức rồi. Em về IT thì tiếng Anh thì tiếng Anh kỹ thuật thì mình biết, nhưng tiếng Anh giao tiếp thì mình không biết. Không may là mình vẫn trụ được. Thay đổi.
thay đổi. Tại vì nhân viên linh tinh lắm. Trong đầu cuối cùng sếp đấy thì là lại người người Đức nhưng lại gốc Việt. Làm việc dễ hơn, thoải mái dễ hơn. Nó bị áp lực. Thật, tại vì nhiều khi mình nói chuyện, chắc đầu mình có thể, nhưng mồm mình không phát được. Đúng rồi. Cái ứng dụng của mình như thế. Bây giờ trẻ con giờ nó phát âm được, nhưng anh em mình bây giờ cho ngồi nói chuyện trực tiếp thì cứng hết mồm. Đọc tài liệu dịch thì hiểu, ngồi đọc thì... Đấy nhá, xong rồi con T470S rất là đẹp. Không có nhiều, mua được siêu ọc. Giống như xì nó phát triển ở T480, T490S nó phong phong như này thôi. Rồi, xin cảm ơn. Dừng tại đây.